Ok các bạn, thì bây giờ mình đang có một hộp đồ chơi car. Tên là Racing Car Chase Spa. Rất là đẹp các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành khui nhá. Mình mới mở cái bánh keo xong. Này mình chưa khui nhá. Mình dưới bánh keo này. Chúng ta có Lightning tia chớp, Lightning McQueen số 95. Thì là chúng ta có anh bạn này thì mình không biết tên, không nhớ tên lắm. Liquid Remain. Mang số hiệu 20. Đây là bạn gái của MC Lightning McQueen. Dinoco mà số hiệu 51. Bạn thân của MC Lightning McQueen. Anh bạn xe khách. Ruly. Tiếp theo chúng ta có anh bạn xe cẩu. Bạn thân của Lightning McQueen. Như lại chúng ta đang có 4 trong hộp này, chúng ta có 4 có 8 chiếc nha. Tiếc là mình không thể sở hữu được chiếc xe này nhá, mình chưa có thể nào là mua được. Tính chung là những chiếc này nó rất là đắt nha, mình chưa thể nào mua được. Ok nhá, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Để một dịp nào đó thì mình sẽ có thể mua thêm những chiếc xe này nữa nha. Cảm ơn các bạn nhiều.